Hello bà con, chào con đã đến với thẩm mỹ viện Vinstyle. Giờ anh Vinh đang sửa khuôn mặt cô gái này. Cô gái này là mặt bị biến dạng từ bé, mặt bị không cân đối. Anh Vinh chuẩn bị sắp xếp lại. Bỏ lầy đi kia. Sao mấy mày giao của bài quá. Khó mà đánh đưa gái xa đi thăm mấy viện. Này cho làm lưng trên luôn. Chứ bạn mọi người mới ăn sáng 9 giờ thôi. Anh thì tiếp tục với công cuộc sửa chữa. Má thì nặng nghĩ này không muốn làm luôn. Không có một người phụ nữ nào mà xấu đến nỗi như thế. Nước khoáng hả? Em lấy điện thoại công ty em gọi có số điện thoại nước khoáng á. Anh em điện thoại vô góc salon nè. Giờ sửa chữa khuôn mặt cải tạo sao đây? V-Line à, môi trái chim, cằm trẻ. Không. Bịt má. Ren hả? Ren. Tôi đen, ren. Tôi đen cái mặt luôn hả? Cho đen mặt lẹ vô. Ren sao? Ren cái mỏ nó đây. Về cái mỏ rồi ren. Ê, anh Vinh ở trong gương à. Hello. Mình là Mai Mèo. Đỡ nhớ chưa các bạn? Đây là Mai Chùi. Tên đẹp quá đẹp. Sư cô à. Sư tử. Sư cô là sư tử. Chào cái đi anh Vinh ơi kìa. Anh Vinh mới chết tóc. Em đang trong công cuộc sửa chữa. Đúng rồi, bên mình tháo cái khuyên ở nhân trung rồi.
Mình cảm thấy từ lúc sợ đó mình không còn được cười tự nhiên nữa. Thế là mình tháo, mặc dù nó sắp lành rồi. Đó là lương thực dự trữ dành cho buổi trưa. Hắn hắn cầm cầm Hello.
Cái này là đang sửa hình mấy bạn ơi. Trước khi bài câu kết hợp với bạn hình này là hình sửa. Bài tự nhiên. Bài tự nhiên. Em cho 20 ban. Nào, chiếm gió buổi trưa nào. Bởi vì về nhà cũng nghe lại. Mới bị quên.
ông đưa bà 100 triệu sáng qua xong nó xong hồi xéo gì luôn. Cho đeo khẩu trang là nó sẽ đẹp lắm á. Bạn Hoàng Bình ơi, đó là cái hình mà anh Bình ảnh sửa cho khách chứ không phải là anh xong. Còn hình của khách đó là hai cái xà cái ngõm chừng trắng đi. Mình đang làm một lớp vải mỏng che mặt kỳ cô vai xa đó. Xấu quá che bây giờ bớt biết 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 sửa sao. Một cô vai xa mỹ miều chuẩn bị xuất hiện. Nhưng mà phải che mặt. Tháo mặt nạ là chạy hết. Chưa gì mà lại có người vô khen đẹp thật rồi kìa. Thank you.
Trời ơi, chú gì mà nó đã ra 3D rồi hả? Các bạn có thể ao ra và quay lại clip từ lúc đầu thì sẽ thấy được mặt cô Elsa lúc chưa che vải nó thế nào. Rồi. À có người góp ý là cái tay cầm quạt xấu ghê rồi nhờ. Rồi ok, để xíu tụi mình sẽ sửa tiếp. Giờ cô gái thành mặt vi lai luôn à. Hình này xăm bao nhiêu tiền hả bạn? Nếu mà bên mình xăm thì sẽ khoảng 10 đến 12 triệu. Nhưng mà đây là hình sữa, bọn mình chỉ tút lại một xíu thôi. Mình có vẻ quýnh rất là khung, có vẻ hơn. Tâm luôn bạn. Nhưng mà mình không có đánh được nhiều loại cho lắm. Ray quá mình không thể bằng anh Kinh được. Lâu rồi mình mới đánh lại cái chân dung này, mấy tháng rồi. Anh chồng ơi, cứ tết hả anh Trình luôn. Đúng rồi bạn thân. Để tả chân dung không phải là dễ. Điều đầu tiên là bạn phải có kỹ thuật cao đánh. Cuối thì đúng luôn.
Đúng rồi bạn Thắng, việc đang phát trực tiếp ở đây. Chứ để mặt tiền xong. Để cái mỏ gì má bệnh thiệt tóc người này. Bây giờ mình sửa lại một chút ở mái tóc, mình chải cho mượt tóc nữa là đẹp rồi. Chút nữa mình sẽ post cái hình before and after cho mấy bạn coi. Thank you.
Bây giờ mình vuốt tóc nữa. Để chúng qua ghé thăm Hoàng Anh đi. Xíu nữa lại coi thành phẩm của anh Vinh. Tay này cũng sửa. Thấy gì đây em? Làm đi giọt nước mắt nước mũi nước dãi nước rớt nhé. Hóng Bẹo đang nghiên cứu về cá. À, nghiên cứu về cá. Nghiên cứu phân. Tôi đâu biết được đôi môi của ông gợi chạm của ông ấy ở bên trong của cái bộ trang này nó là như thế nào. Trong bên kia cái đôi môi của ông ấy. Trong kia của anh ấy là bộ trang này. Đúng rồi, ok, nó mới vô này. Kinh khủng. Trong cơn sâu cho anh mơ mộng, xóa hết nỗi buồn. Gặp đi rồi nước mắt muôn nước dài rớt. I'm not sure.
Kia hai đứa nó mỏi quấn mẹ bít nó hết luôn, mỏ mỏi miết luôn. Có chưa, có tóc vô nè, chẳng những tóc mà còn đeo con tay cho nó nữa nè. Mãi luôn con tay. Bọn mình sẽ chụp thành phẩm cho mấy bạn coi nha. Các bạn nghĩ chưa đi? Thì mình sẽ phát trực tiếp.